Luật sư đề nghị xử lý người tạo trend ra khơi tìm kho báu 673.000 tỷ của Trương Mỹ Lan Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng Công an đang truy tìm ba luật sư từng bào chữa vụ tịnh thất bồng lai Bà 102 tuổi có thể tập hít đất hàng ngày, đi xe máy hàng chục cây số. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình. Mời quý vị đến với những phần tin chi tiết. Thưa quý vị, những ngày qua, trên mạng xã hội tràn lan những clip với nội dung người dân ra biển truy tìm kho báu mà bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã cất giấu. Theo luật sư của bà Trương Mỹ Lan, việc tạo trend ra khơi tìm kho báu 673.000 tỷ đồng đã tạo nên dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án và xúc phạm đến danh dự uy tín nhân phẩm của bà Lan. Do đó, luật sư đề nghị các cơ quan xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để gian đe và phòng ngừa chung. Sau phiên tòa tuyên án sơ thẩm bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác đã xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí đã trở thành viral, lan truyền, tạo trend, xu hướng ra khơi truy tìm kho báu 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan trên mạng xã hội Facebook, TikTok. Theo ghi nhận, sau khi có trend ra khơi truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan, hàng trăm tài khoản trên mạng xã hội đã đăng tải nhiều bài viết kèm hình ảnh, video đi tìm kho báu. Thậm chí nhiều tài khoản trên Facebook còn chế bức ảnh đã được tài khoản có tên Trương Mỹ Lan chuyển khoản cho mình 673.000 tỷ nên không phải ra khơi nữa. Và còn nhiều người nổi tiếng cũng đu trend đăng tải status ra khơi truy tìm kho báu. Liên quan đến vụ việc này, luật sư Giang Hồng Thanh, luật sư bảo chữa cho bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng gửi đến Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, Cục Phát thanh truyền hình, Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an. Trong đơn, luật sư Thanh nêu rõ, Suốt quá trình xét xử phiên tòa và cả phần tuyên án không có chuyện bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ ở ngoài biển như trong clip đang tạo trend. Trong suốt quá trình giải quyết, tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ. Tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan, luật sư đặt nghi vấn, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội có thể được sử dụng công nghệ AI theo luật sư Thanh, dù là clip cắt ghép nhưng được thực hiện một cách công phu, bài bản, tạo dư luận xấu, làm giảm đi sự uy nghiêm của tòa án. Không những vậy, đoạn clip đã xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bà Lan. Và không có việc bà Trương Mỹ Lan nói 673.000 tỷ đồng ở ngoài biển. Vì đây là số tiền được hội đồng xét xử tính toán sau khi xét xử và nêu trong phần tuyên án hành vi của người tạo dựng clip đã vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng theo điểm D khoản 1 điều 8 và điểm AB khoản 3 khoản 5 điều 16 luật an ninh mạng. Để ngăn chặn những tác động xấu tiếp tục xảy ra cho người dân và xã hội, luật sư đề nghị các cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để gian đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Đơn của luật sư Thanh kiến nghị như vậy. Đồng thời, đơn của luật sư cũng kiến nghị cục phát thanh truyền hình thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ clip này khỏi tài khoản và các nền tảng mạng xã hội, website. Tại phiên tòa sơ thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan, hội đồng xét xử đã tuyên phạt tất cả 18 bị cáo nguyên cán bộ ngân hàng nhà nước trong đó phạt tù trung thân bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2 thuộc ngân hàng nhà nước. Ngoài án tù, bản án còn tuyên tịch thu 4,8 triệu đô la Mỹ mà quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra đang tạm giữ của bị cáo Nhàn. Bản án tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp tiếp số tiền tương đương 400.000 đô la Mỹ để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Hai khoản tiền nêu trên tương đương 5,2 triệu đô la Mỹ mà bà Nhàn đã nhận hối lộ từ SCB Ngoài số tiền phải trả như nêu trên, bản án còn tuyên buộc bị cáo Nhàn phải nộp phạt số tiền 100 triệu đồng. Theo hội đồng xét xử, trong quá trình thanh tra tại SCB, bà Nhàn có hai lần gặp gỡ trao đổi với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát về thực trạng và sai phạm tại SCB. Lần đầu bà Lan đề nghị bà Nhàn hỗ trợ sớm kết thúc thanh tra SCB để SCB được tiếp tục tái cơ cấu. Lần gặp thứ hai, bà Nhàn đề nghị Lan bán tài sản trả nợ các khoản vay cũ để không chuyển sang cơ quan điều tra. Sau khi nhận 5,2 triệu đô la Mỹ từ ông Võ Tấn Hoàng Văn, tổng giám đốc SCB đưa tại nhà riêng bà Nhàn và tại nơi bà Nhàn làm việc, bà Nhàn sửa kết quả thanh tra theo hướng không đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt, không chuyển cho cơ quan điều tra về các sai phạm của SCB. Tại phiên tòa trước đó, bà Nhàn khai lý do nhận số tiền là để bảo vệ gia đình vì thời điểm này thấy nhiều người liên quan đến vụ án chết, nhiều lần liên hệ đưa lại tiền nhưng không thực hiện được hội đồng xét xử đã bác lời biện hộ này của bà Nhàn. Ngoài bà Nhàn, bản án còn tuyên 17 bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước, là thành viên hoặc lãnh đạo đoàn thanh tra, tổ giám sát ngân hàng nhà nước tại SCB như bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra, phụ trách cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Hưng là người chỉ đạo, giám sát đoàn thanh tra, chỉ đạo xây dựng dự thảo báo cáo thanh tra, dù thanh tra đã làm rõ thực trạng tài chính của SCB không đủ điều kiện để tái cơ cấu, nhưng ông Hưng vẫn chỉ đạo xây dựng báo cáo không trung thực tài chính, không kiến nghị đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra ông Hưng có nhận lợi ích để bỏ qua sai phạm, thỏa mãn yếu tố vụ lợi. Bản án tuyên ông Nguyễn Văn Hưng 11 năm tù về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng bị tuyên phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ các bị cáo Nguyễn Thị Phụng, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, Bùi Tấn Khoa, cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước, Vương Đỗ Anh Tuấn, cựu trưởng phòng thanh tra thuộc cục thanh tra giám sát ngân hàng 2, ngân hàng nhà nước và 13 bị cáo khác nguyên là cán bộ ngân hàng nhà nước là thành viên thanh tra giám sát tại SCB bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Ngày 19 tháng 4, Tập đoàn Thuận An có công văn gửi Ban quản lý hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh để phản hồi về khả năng tiếp tục hợp đồng hai gói thầu xây lắp số 5 và 6 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên. Theo văn bản, Tập đoàn Thuận An cam kết sẽ tiếp tục thi công phần việc đơn vị đảm nhận ở gói thầu xây lắp số 5 và 6, đồng thời khẳng định không để ảnh hưởng tiến độ chung của dự án. Ngày 18 tháng 4, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh là chủ đầu tư có công văn gửi công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, viết tắt là Tập đoàn Thuận An, về việc thực hiện hợp đồng tại các gói thầu XL05, XL06 thuộc dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương bến Cát rạch nước lên. Theo chủ đầu tư qua kiểm tra công trường hai gói thầu và báo cáo của tư vấn giám sát thì hiện nay Tập đoàn Thuận An đã ngừng thi công các nhân sự ban chỉ huy công trường, nhân công không có trên công trường. Chủ đầu tư yêu cầu tập đoàn Thuận An có công văn làm rõ về khả năng tiếp tục thực hiện hợp đồng thi công hai gói thầu, trong đó nêu rõ cơ cấu tổ chức của công ty, người đại diện theo pháp luật thay thế gửi về ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 4. Trường hợp tập đoàn Thuận An không phản hồi, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố sẽ xem đây là vi phạm hợp đồng và có hình thức xử lý theo quy định. Tại gói thầu XL06, đoạn từ cầu Bưng đến cầu Tham Lương dài 2,8 km, tập đoàn Thuận An là thành viên của liên danh công ty cổ phần xây dựng thương mại Thới Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và khảo sát công trình Thanh Tuấn, công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Nguyễn Lê, công ty cổ phần công trình giao thông công tránh tập đoàn Thuận An. Theo hợp đồng tại gói thầu XL06, tập đoàn Thuận An thực hiện thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Phần việc đảm nhận có khối lượng khoảng 53,6 tỷ đồng trên tổng số 458,3 tỷ đồng, tương đương 11,7% của hợp đồng gói thầu. Còn gói thầu XL5 đoạn từ cầu Tân Kỳ Tân Quý đến cầu Bưng, theo hợp đồng, tập đoàn Thuận An thi công các hạng mục xây dựng đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật trừ hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng bờ phải. Khối lượng phần việc tập đoàn Thuận An chiếm 77,5 trên tổng số 561,5 tỷ đồng, tương đương với 13,8% giá trị của hợp đồng gói thầu. Ngày 19 tháng 4, thông tin từ công an tỉnh Long An cho biết Thời gian qua vẫn đang truy tìm ba người để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Đây là ba luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ án liên quan nơi tự xưng là Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó, thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an về việc phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An về ba luật sư Nguyễn Văn Miếng 57 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh Đào Kim Lân, 56 tuổi, ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh có những hành vi phát tán trên không gian mạng có đoạn clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba luật sư này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Qua công tác xác minh, công an phường nơi các đối tượng cư trú và thân nhân xác nhận hiện ba luật sư trên không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ và không liên lạc được. Trong một diễn biến khác mới đây, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với ông Đặng Đình Mạnh, Nguyễn Văn Miếng vì nợ phí thành viên liên tục nhiều năm. Ở xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, có một cụ bà được dư luận địa phương ca ngợi là có sức khỏe phi thường. Đó là cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, hiện đang sinh sống cùng gia đình người con trai cả. Dù cao tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh với đôi chân bước đi thoàn thoát. Thoạt nhìn trong cụ mới chỉ khoảng 70 tuổi, chẳng giống người đã bước qua 102 mùa xuân. Khi nhiều người thắc mắc thực hư tuổi của cụ kết, bà Nguyễn Thị Hiền, 69 tuổi, con dâu của cụ kết đã lấy ra một số giấy tờ, trong đó đều ghi rõ cụ Nguyễn Thị Kết, sinh năm 1922. Lúc này, cụ kết cho biết, cách đây 2 năm, vào dịp mừng thọ 100 tuổi, cụ được chủ tịch nước tặng sấp vải gấm đỏ. Nói rồi, Cụ nhớ con dâu vào nhà lấy, đưa ra một chiếc áo được may từ vải gấm đỏ để chứng minh lời mình nói là đúng. Khi được hỏi làm thế nào để cụ có được sức khỏe dẻo dai như thế, cụ kết cho biết chẳng có bí quyết gì cả, mỗi ngày cụ chỉ dành 2 tiếng đồng hồ để tập thể dục. Các bài tập đều do cụ tự nghĩ ra, bắt đầu tập luyện từ năm 1994 đến nay. Trong số các bài thể dục ấy không thể thiếu hít đất, cụ kết minh họa theo lời kể chuyện bằng những động tác tập thể dục quen thuộc. Sau khi xoay tay trái, chuyển qua tay phải, cúi người, xoay hồng, cụ chuyển sang hít đất. Bà Hiền nói mẹ của bà có thể hít đất được tới 20 cái một lần mà không hề hấn gì. Mỗi ngày cụ kết đều dành 2 tiếng đồng hồ để tập luyện, đều đặn hai buổi sáng, chiều, không bỏ ngày nào. Cụ cũng ngồi thiền khoảng 30 phút vào mỗi buổi tập. Bà Hiền còn cho biết sức khỏe của cụ kết dẻo dai, ngoại trừ một lần bị sốt rét, còn lại cụ không phải uống viên thuốc trị bệnh nào. Theo lời cụ kết, để có được sức khỏe như bây giờ, chăm chỉ tập thể dục chưa đủ, còn phải giữ được nếp sinh hoạt. Cụ nói, không biết làm thế nào mới gọi là đúng chuẩn khoa học, sau những gì cụ nghĩ ra và thực hiện lại thấy có hiệu quả. Theo đó, mỗi ngày cụ đều ăn đủ ba bữa, kể cả khi biếng ăn không ăn vặt. Khoảng 9 giờ tối cụ đi ngủ và thức dậy lúc 5 giờ sáng. Trưa mỗi ngày cụ đều nằm ngủ một chút. Người con dâu nói, việc tắm rửa sinh hoạt cá nhân mỗi ngày đều tự mẹ làm, không cần tới con cháu hỗ trợ. Theo lời kể của cụ kết, sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975, cả gia đình từ tỉnh Hà Tây cũ vào tỉnh Sông Bé cũ, nay là tỉnh Bình Phước để lập nghiệp. Ngày đó, ở xã Long Hà, nơi gia đình cụ Kết đặt chân đến còn hoang sơ, cuộc sống khó khăn. Đến vùng đất mới xong gia đình quen với việc đồng áng, nên sau khi dựng được căn nhà cấp 4 đã bắt đầu khai hoang trồng lúa, làm đủ mọi việc để nuôi 8 người con. Ở đất khách quê người được vài năm thì đột nhiên chồng cụ Kết lâm bệnh nặng rồi mất, một mình cụ gồng gánh nuôi các con. Theo ông Nguyễn Trọng Bảo, 78 tuổi, con trai trưởng của cụ Kết đến ông cũng bất ngờ với tình trạng sức khỏe của mẹ mình. Ông Bảo nói, dù hơn 100 tuổi nhưng mẹ vẫn ngồi xe máy đi hàng chục cây số. Đến nay, mẹ vẫn nhớ từng kỷ niệm, mốc thời gian trong cuộc đời và nhớ tên, tính cách của toàn bộ con, cháu, chắt và cho biết cụ kết sống chung với vợ chồng ông từ trước đến nay. Ông Bảo kể tiếp, mỗi ngày khi các con đi, mẹ ở nhà nấu cơm, cho gà ăn, ra vườn nhặt củi. Sợ mẹ làm việc ảnh hưởng tới sức khỏe, tôi có khuyên nên nghỉ ngơi nhưng mẹ không nghe. Tết Nguyên đán vừa rồi, em trai tôi đưa mẹ đến thị xã Bình Long lễ chùa, đi biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ nghe kể về tòa nhà 81 tầng cao nhất Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, thế là nhờ con trở đến tham quan để chinh phục. Được đi lên tòa nhà cao nhất nhìn thành phố Hồ Chí Minh, mẹ vui lắm, về đến nhà gặp ai cũng kể. Cụ kết khoe với mọi người về trí nhớ phi thường của mình, cụ nói: "Tôi biết tuổi của mình, mấy người đến thăm đều bảo ở cái tuổi của tôi thường bị đãng trí, lẫn" Còn tôi nhờ trời thương đến tuổi này rồi vẫn minh mẫn. Tôi có 16 người con trai, gái, dâu, rể. Cháu nội ngoại có 24 đứa và chắc có tận 39 đứa. Con cháu về thăm, kể ở đâu, làm việc gì, đứa nào khó khăn, thành đạt, tôi còn nhớ hết. Người con trai trưởng của cụ kết tâm sự. Thấy mẹ tuổi đã cao, nhưng còn khỏe mạnh, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng. Mẹ có 8 người con, tất cả đều còn hết. Dù rời quê từ rất lâu, nhưng mẹ luôn nhớ về. Mỗi lần về Bắc thăm quê, dù đi xa hàng nghìn cây số, nhưng mẹ vẫn thích đi ô tô để ngắm cảnh, con cháu cũng chiều theo. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.